chào mọi người. Đây là hình ảnh thực tế của máy xới đất TLP có đề nhà nước. Có một cô bác thì mắc là máy có đề này thì làm ruộng nước có ok không? Có làm hỏng bộ đề không? Đây là mọi người có thể thấy thực tế đây nhé. Nó sẽ không bị ảnh hưởng gì đến cả. Thì bộ đề nó nằm ở phía đuôi hộp số, kích ngược khởi động lên động cơ. Nó gắn kín nên là tránh bùn đất vào trong, không sợ bị hư hỏng gì nhé. Nên là có thể thoải mái yên tâm làm ruộng nước. Ruộng nước mình không sẽ không bị hỏng máy đâu, không sợ hỏng bộ đề đâu nhé. Máy xới dòng TLP có đề này thì nó có cái tay lái xoải giảm độ rung lắc cho người sử dụng, nên là khi làm việc nó sẽ đỡ mỏi tay hơn. Và cái tay vào số của nó thì củ nằm nó kết hợp các khớp sắt rất là nhẹ nhàng, dễ vào số. Nó sẽ nghĩa là số 0 này, số 1 này, các số của nó trên một đường thẳng luôn. Số lùi mình kéo đường về sau là số lùi luôn. Mẫu này thì cấu tạo hộp số của nó nhỏ gọn, thân vỏ bằng hợp kim sắt nên là độ bền cao và tiện lợi khi di chuyển, cũng như khi va đập rất là bền. Lốp thì sử dụng lốp cao su đặc, sơn tĩnh điện. Máy xới đất thì có thể là làm ruộng nước này, làm ruộng cạn thì ok. Ví dụ như có thể làm các bà con làm màu thì có thể là dùng phay này lên luống. Các chức năng như phay này, lên luống này, cày lật này thì máy đều có thể làm được hết nhé, đầy đủ các chức năng luôn. Khi mà sử dụng một cái máy xới đất như thế này thì bà con vừa có thể là tiết kiệm thời gian, tiết kiệm sức lao động này, vừa phục vụ cho bản thân, các ruộng đồng của gia đình mình. Hoặc là ngoài ra thì mình cũng có thể là sử dụng cái máy này khi mà các nhà hàng xóm, khi các bác ấy là có nhu cầu thì cũng có thể làm dịch vụ luôn nhé. Vừa có thể cải thiện kinh tế, kiếm thêm thu nhập. Hoặc là cho thuê máy này, hoặc là đi làm thêm. Khi mà mùa vụ thì nhiều nhà là những cái máy lớn họ không làm ruộng nhỏ, máy lớn không vào làm được là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là không muốn máy lớn vào nó nát bờ này. Và cái thứ ba là mình muốn chủ động hơn, nhiều ruộng mình cũng có thể là đi làm dịch vụ, rất là tiện. Máy thì bên em có ship hàng cả nước, các tỉnh xa đều có thể mua được, thì có thể gửi hàng qua đường Viettel. Còn các nếu mà phạm vi trong vòng 100 cây thì sẽ hỗ trợ vận chuyển tận nơi và hướng dẫn thực sử dụng. Còn đồ đạc phụ kiện của dòng máy này thì mọi người yên tâm nhé, đồ đạc phụ kiện lúc nào cũng sẵn và đầy đủ cho bà con. Máy thì sẽ được bảo hành 1 năm với động cơ và hộp số. Mọi thắc mắc về kỹ thuật mọi người có thể liên hệ số 0971588456 để có thể giải đáp những vấn đề thắc mắc về máy. Ngoài dòng máy xới đất ra thì Châu Vàng Tuyên Quang còn cung cấp các sản phẩm của máy nông nghiệp như là máy sát gạo này, máy tuốt lúa, máy hái chè, các loại máy khác nhau. Thì nếu có nhu cầu đến dòng máy nào thì mọi người có thể liên hệ đến số điện thoại và cũng là Zalo số 0971588456 để bên em có thể được cung cấp thông tin về sản phẩm cũng như hỗ trợ thông tin cho mọi người nhé. Giá máy xới đất TLP 173 trong thời điểm tháng 2 năm 2024 kèm theo bộ phay, bộ lồng và bừa là 14.500.000, 178 là 15.500.000. Giá trên là đã miễn phí vận chuyển trên cả nước nhé. Châu Vàng Tuyên Quang luôn cam kết là sẽ mang đến cho bà con các sản phẩm chất lượng tốt nhất. Các sản phẩm trước khi được giới thiệu đến bà con thì đều đã được Châu Vàng Tuyên Quang kiểm tra và test thực tế cái tính hiệu quả cũng như cái chất lượng của sản phẩm rồi mới giới thiệu đến mọi người, nên bà con yên tâm về các sản phẩm của Châu Vàng Tuyên Quang đã giới thiệu.